Là một cái đồng hồ Rolex như kiểu mấy cái người business thì ngày xưa tôi hát ở bên ga quốc tế, thì ngày xưa tôi có cái quán Xeo Han, là quán Tiểu Hà, con của tớ là con như thằng năm 2017 đấy, tôi để meter cho nó là thiên hoàng nữ thần ra đấy, xuống trông tớ thì trong tất cả các kiểu Xeo Han có mấy cái đồng hồ đồ hiệu đấy, toàn là đồ hiệu như các bạn mua Rolex hoặc LV, Chanel, Hermes tầm mấy ngàn đô hoặc là 100.000 đô đấy. Thì nhà tớ là ngày xưa tôi bốc chơi, tôi cũng chơi chờ game show nó bốc thăm trúng thưởng đấy ở dưới Hải Phòng hay tổ chức đấy, là các chương trình event tiệc đấy tôi để vào đấy, là quán của con tôi bán mà tên là Xeo Han, là con Hà Đoàn Thị Hà, là nó là chị của thằng Peter đấy, nó là nữ thần Hera đấy. Thế là nên là cái đồng hồ Rolex hôm trước tớ bị mấy thằng nghiện năm úp sọt ở bên chiều, cái này là của hoa hậu của ngày xưa của người hoàng tinh tặng cho tớ mà. Thế là hôm nay bốc thăm cái này một chút thích tiền, cái này một tỷ đô hay là 500 triệu đô đấy. Thế là hôm qua thì tớ vô tình tớ đi về Bắc Ninh, đồng hồ tớ bị cháy, thế là tớ ra cửa hàng chung lúc trước tớ đi nó hơi hiếp dâm tớ đấy, nó cứ ra năm lấy cái bao cao su là đồng hồ đường hiệu của tớ. Thế là ra lấy để chị nạc với nhau, các bạn là thích tiếp cận với ca sĩ để lấy đồ hiệu đấy. Xong bảo tôi có mỗi cái mác thì đéo có cái gì cả, là mác là đồ hiệu tôi chỉ quảng cáo cho tôi làm mô đồ mà tôi quảng cáo mà. Thế là quảng cáo của nhà tôi hôm qua nó đốt mấy cái quán của tôi giải phòng mà các nơi, thì ở bên Bắc Ninh còn sót lại một cái. Thế tôi vào nhà tôi lấy cái đồng hồ rớt, nên tôi chạy não nó nhìn thấy đồng hồ của tôi là đồ hiệu mà của hoa hậu đấy. Thế là mấy con nghiện cà phê của chúng nó không làm ăn gì cả, các bạn đã chả hát hò chả gì cả. Tôi đi làm đại sứ hòa bình từ thiện, cái này là của nhà tôi để lại, giống như các bạn có kho vàng nhà bạn chôn đất ở cái kho vàng này trong nhà bạn ma xó, như giống như bạn để thần tài lộc, bạn để cái bùa ở đâu để có thể xua giải được ma quỷ đâu, thì các bạn chôn vàng ở dưới đất chỉ con cháu nhà bạn biết được thôi, bố mẹ mình biết. Thế tôi về tận đấy nó thấy cái đồng hồ của tôi đắt quá, thế nào nó bảo là tôi cậy sắt để lấy cái đồng hồ, nhưng không phải này, nó tạc hình vào mua máy tạc hình bẻ răng tớ để cướp nó cái đồng hồ cho người khác con ạ. Mà thằng này sống rất là chó các bạn nhá, nó cứ đi con nghĩ nọ xong lấy đồ cho con nghĩ kia, nó tớ thì tớ ghê lắm. Xong là nó đi về nhà tớ đấy, tớ là thiên nhạc mà tớ nhạc đấy, tớ đi hát thì mọi người mà biết tớ xem tớ hát phòng trà, có bao giờ tớ biết một đồng nào được tiền nước tớ phải trả. Thế mà nó ra nó cướp ở cái đấy, mọi người bảo là con Valan làm được cái đấy chứ mà không làm được đâu, nó cứ chịu nạc với nhau xong đi đâm chết người ta. Thế làm anh cha tớ chứa sát trong mọi người xưa, nó giết hành tích tớ chỗ Hải Dương đấy. Thế nào nó đâm chết tiên nhạc tớ chẳng làm gì cả, tớ không chúc phúc cho người và kẻ thù của tớ rồi, bởi vì như này nó tớ tình yêu, nhưng mà tớ đi hát cho đám cưới phòng trà thì chàng ngày xưa chúng bảo tớ đi dính bộng của chúng nó. Thế nào nó cứ phát nhau xong là cứ đi chứa sát tớ đâm chết tớ để lấy tờ tiền thôi, tớ đặt nguồn chúng nó đâm tớ thì chúng nó nao xong sụp tự tử, nó chết trước không giờ tớ đai đâu. Thế chúng nó không biết được nguồn của tiên giới của tớ. Thế là cái đồng hồ này, thế nào cái hàng từ thằng nghiện này là nó đi theo mình con bị xấu lắm, thế là ra định cướp đồng hồ của tớ. Nó thấy tớ được tặng một cái đồng hồ mà ghen tị tàng hình vào nhà bẻ răng tớ, bảo là nó cậy tớ cậy sắc để mua cái đồng hồ là từng đại gia nào tặng, nhưng thực ra là đồng hồ của nhà tớ sản xuất ra mà tớ quảng cáo bida cho quán, mà quán này còn Tiểu Hà con gái tớ là cái con Đoàn Thị Hà, nó là ai chị thằng Peter nó thân thế ra đấy. Thế là tớ đã cử ở tiên giới xuống là người ta để trông con tớ, bởi vì tớ biết chúng nó sẽ bắt thằng Peter đi để chị nạc ở dương gian. Ngày đầu tiên nó bắt thằng Peter, nó bảo là đừng để cho con làm mà con mặc áo thiên hoàng nữa, bởi vì ngọc thiên hoàng là cháu ngọc đế mà, tớ nào hoàng thôi. Thế là nó bắt thằng Peter này áo ngọc đế để mặc, bây giờ nó dẫn thằng này trong các tầm mộng đấy, xong đi với ma quỷ đêm hồ ly đấy, bây giờ về toàn giết mẹ nhưng không giết được tớ. Nên là được cái đồng hồ này, xong còn giả vờ là mẹ con ra đâm chết, nó còn dùng được đồng hồ của tớ đâu, giống như đồng hồ và các bạn có bồ chú con cái bạn bạn vào được chứ con bạn cũng không vào được cơ. Thế là giống như bạn cứ dí tay vỗ cổ chí, thế nào đeo giật cho tung người lên, bởi vì như thế. Thế mà nó ghen tị một cái đồng hồ Rolex của tớ được, nó tưởng tớ là được đại gia bao, nhưng thực ra cái càng Tiểu Hà đấy là của tớ, là ngày xưa có cuộc tung xong bốc thăm chung đồ dung, ông này ông thích đồ hiệu, ông có thể lấy đồ hiệu, còn người ta thích đồ thường là thích đồ thường, ai thích gì này cái đó. Thế là hôm qua tớ về nó truy sát tớ, nó đập tất cả các hàng của tớ Hải Phòng hoặc Bắc Ninh ở Hà Nội hoặc là Hải Dương Hải Phòng đấy, thì về bên Bắc Ninh có một cái đồng hồ Rolex sót lại, thế nó thấy đồng hồ tớ có đồng hồ vàng, thế là ra ghen tị tạc hình và bẻ răng của tớ các bạn ạ. Thế bây giờ đêm qua nó truy sát về tớ về nhà Hồ Chí Minh bốn nuôi tớ mình anh trai tớ, nó ra đâm chết anh trai, bắt anh trai phòng ngủ trong nghĩa địa cơ, mà rất là khốn nạn, thực sự đánh lại nó thực đánh được thôi. Giống như hôm nay nó đến nhà nó phá cửa nhà bạn đánh bạn được thì bạn cũng đánh lại đó, nhưng mà tớ không thích đánh lại vì giết nó thì mình phải đi tù, không có đi tù vì bẩn tay. Thế nhưng bây giờ nó cứ đi quậy phá đánh tớ đấy, để quậy phá thôi các bạn. Tớ đặt nguyên nó đánh tớ, nó chết chân thể cả nhà nó cơ. Tớ đặt bom giống như nó vào công thành nhà tớ đi, lần xe của nó nổ trước chứ không phải nhà tớ đai. Thế nó chưa biết được nguyên tiên giới là gì, bây giờ nó cứ đi quậy phá tớ không cho nó. Giống như tớ là tớ thần yêu con tớ thì không bố, tớ không quen biết ai cả. Bây giờ nó cứ hàng ngày đi phắc nhau với gái nó vào nó đâm chết chủ nhà. Nếu cho tớ thuê phòng, đêm qua tớ phải ngủ tự canh cửa nhà tớ các bạn ạ, mà rất là khốn nạn cơ.